Rồi ok, xin chào các bác. Thì chắc các bác nào mà dùng cái dòng iPad Pro từ đời từ 2018 trở lại đây ấy, thì các bác dùng cái bút pencil này này. Khi các bác mà đưa nó hít vào cái cạnh mà chỗ cái cạnh này này. Cái cạnh mà hít cái bút pencil ấy thì thường thường là các bác bị nó sẽ bị xước cái khu chỗ gần cái cục nam châm này này. Em để gần cho các bác xem. Đây. Thì đây thì khi các bác hít như này thì cái phần khu này này khu chỗ này này đó của cái cạnh, nếu như bác nào mà không dán cái gì để trần ấy và bút cũng để trần ấy thì nó sẽ bị xước cái phần chỗ này này, cái khu này này nó rất là dễ bị xước cái phần đấy. Em thấy là trên hội cũng rất là nhiều anh em bị xước chỗ này rồi. Thì cái cách đơn giản ấy là các bác có thể là mua một cái bọc cho cái bút này, hoặc là các bác dùng cái ốp nào đó các bác ốp lại cái viền này, thì mục đích là tránh cái sự tiếp xúc của cái bút này trực tiếp với cái cạnh viền thôi thì nó cũng được. Nhưng mà cũng có một cách nữa là rất là dễ dàng hơn và nó rất là rẻ tiền thôi. Thì các bác dùng một cái đề can ấy, đề can thì thường thường là ở cái tiệm sửa xe máy nào, cái dán đề can xe máy nào cũng có, thì em có một cái miếng đề can trong suốt như này này. Đấy thì các bác dán vào cái phần dán vào cái phần 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 cái phần mà cái bút bị vát bị cắt đi một tí ấy, cái phần cần phần bằng ấy. Các bác có thể dán hết cái bút pencil này cũng được, không sao cả. Dán hết cũng khá là ổn và chống xước cho cái bút này được, nhưng mà như em dán rồi sau một thời gian nó bị bong ra các bạn, nó và thứ nhất là cầm nó cũng không sướng mấy. Thì em chỉ dán cái phần phần bị cắt thì thôi, phần 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 bằng này này, phần thẳng này. Đó. Thì cách dán như nào ấy thì em sẽ dán cho các bác xem luôn. Thì nó cũng rất dễ thôi. Cái miếng này thì các bác mua ở tiệm Deca nó rất là rẻ. Các bác mua 1.000 hoặc là có thể họ không bán 1.000, nhưng mà bác mua tầm 10.000 thì có cả một cuộn như này luôn. Các bác cắt một một tí đủ cái cây bút thôi. Đấy, các bác cắt một tí của cái bút rồi đó, và các bác dán đây, đủ cái bút thôi. Thì cái bút này em cũng đã dán một lần rồi, em dùng được tầm 1 tháng rồi, cảm giác nó rất là tuyệt vời nên em mới chia sẻ cho các bác biết cái cách này thôi. Đây, còn đây là em bóc nó ra này đó, đây nha, các bác nhìn thấy không, khi mà bóc ra rồi ấy, mới thấy là cái phần tiếp xúc cái nam châm ấy nó cũng bị xước này, nếu như bác không dán là nó sẽ xước cả bút và cả cạnh viền của các bác đấy, nó sẽ xấu đi đó. Các bác sẽ dán vào thôi, dán rất dễ dàng thôi. Các bác dùng đề can này và dùng một cái con dao dao lam ấy, dao cạo râu các bác hay dùng ấy cũng được, nó rất dễ thôi. Thì ở đây em có cái dao chuyên dụng hơn một tí, dao mổ đó. Đây thì các bác cách dán thì các bác chú ý nhé, dán này thì thứ nhất là nó dễ nhưng mà nó sẽ có một hiện tượng, để em chờ một tí để em bóc các bạn ạ. Để cái này thì nó cũng khá là khó bóc các bạn. Đây. Đây. Thì các bác cứ dán bình thường mà thôi, có gì đâu. Này, dán từ đầu đến đít thôi. Đây các bác dán lại. Dán cái phần mặt mặt phẳng này thôi. Đấy, các bác dán vào thôi. Rất là dễ dàng. Đó. Cái này thì em nghĩ là ai cũng dán được thôi. Đó. Đó. Thế là xong. Đấy, xong phần dán nhá. Các bác miết cho nó dính vào. Thì khi mà các bác dán như này rồi, các bác dùng cái dao lam các bác cắt mỏng mỏng đi. Rồi các bác để cái dao lam nó nghiêng nhé, nó nghiêng thật là nghiêng vào cái phần cạnh 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 bị vát này này. Mục đích là khi mà các bác, nếu như các bác cắt không nghiêng mấy ấy, đây này em để rất là nghiêng vào đây thôi, để thật là nghiêng nhé. Mục đích là để khi mà sử dụng cái bút này, các bác mà rờ vào cái phần dán này nó sẽ không có hiện tượng bị cấn cấn ấy. Đó thì đây rất là dễ dàng thôi, các bác cắt bỏ đi. Đó, cắt bỏ phần thừa đi. Đó, phần bên này các bác cũng thế thôi.
luôn từ dưới này cũng được. Đây. Các bác nghiêng con dao đi nhé, nghiêng con dao nó thật là nghiêng vào cái phía cạnh cái bằng ấy. Đó. Nghiêng thật là nghiêng vào. Đó. Đó, các bác thấy không? Đó thì khi các bác cắt mà để con dao nó nghiêng như vậy thì các bác vuốt vật như này, các bác cầm, khi các bác cầm nhá, khi các bác cầm và các bác sẽ phải vuốt vào cái cạnh của cái khu này này, thì nếu như các bác cắt không nghiêng mấy ấy, nó sẽ tạo cho cảm giác cho các bác là nó bị cấn cấn ấy, nó bị gợn ấy, dẫn đến cảm giác nó cứ như bị mình đang bị dán một cái gì đó, nhưng mà khi các bác nghiêng con dao đi ấy, thì nó sẽ không bị cấn gì đâu, em đã dùng rồi nên em biết. Các bác để thật nghiêng vào đó. Và cái phần khu trên này cũng thế thôi, thì những cái phần đường cong ở chỗ tiếp xúc chỗ này các bác cũng nghiêng như thế đó. Đó, rất là dễ đó. Đây là em đang làm ví dụ cho các bác thôi, còn các bác tỉ mỉ thì các bác cắt gọt sao cho nó đẹp đó. Đó. Các bác cắt gọt sao cho đẹp thôi. Nếu mà nó cảm giác mà các bác nếu cảm giác các bác mà còn rờ nó còn gợn gợn ấy, thì các bác tiếp tục đưa con dao nó nghiêng lại một lần nữa. Đó, các bác em, đưa con dao nghiêng nghiêng lại một lần nữa nó sẽ hết gợn thôi. Đó. Em đưa lại một lần nữa nó vẫn còn một tí. Đó. Đưa lại phần nữa cho nó chắc ăn. Đó, các bác thấy không? Đó. Đó. Thì em đã dán sơ bộ là xong rồi. Thì các bác tỉ mỉ thì các bác trải chuốt lại cho nó sao cho các bác khi mà các rờ như này nó không bị cấn nữa. Đấy thì em sẽ quay gần lại cho các bác xem. Không biết các bác có nhìn thấy không? Này. Đó, thì đấy là cái cách mà chống xước cho cái bút này và cái cạnh mà hít cái bút ấy. Rất là tuyệt vời, nó rất là dễ dàng cho các bác sử dụng thôi. Các bác có thể mua cái tấm này mất 10.000 thôi. Thậm chí mà sử dụng các bác khi nào mà nó bị bong chóc gì đấy, các bác có thể tháo nó ra các bác dán lại được, rất là dễ dàng. Đó. Rồi ok. Cái hít thì nó vẫn bình thường. Hít rất tốt, không vấn đề gì cả. Đó. Và tại sao em chỉ các bác làm cách này, tại vì nếu như các bác mà sử dụng một cái ví dụ như cái ốp cho cái cây cho bút ấy, cái bọc cho bút ấy, thì khi các bác đưa vào cái phần ví dụ các bác dùng cái bao da dạng như này này. Đấy. Bao da dạng như này, các bác đưa cái con iPad vào. Thì em đưa cho các bác vào nhé. Đó. Đây. Thì nếu các bác dùng cái bao da dạng này ấy, thì nếu các bác dùng cái cây này mà các bác bọc cái nó dày lên ấy, thì các bác không thể đưa vào đây được, nó rất bị nó sẽ bị cấn thôi, hoặc nó không không nhét vừa, thì vừa làm cái này vừa nhìn cái cây bút nó vẫn còn đẹp, vẫn đẹp như bình thường, không không bị dán gì cả và có thể để được bất kỳ chỗ nào đó. Thì ok thế thôi, chào các bác nhé.